Xin chào cả nhà. Cường lại tiếp tục bắt ong đây cả nhà. Đi bắt chung với anh Lộc đây. Anh Lộc đang quấn đuốc cho Cường. Thì để Cường đây, Cường sẽ chinh phục Sài Gòn này nha cả nhà. Không biết có leo được hay không nữa, có gì sơ sót cả nhà thông cảm nha. Cả nhà coi Sài Gòn nè. Trời ơi trời. Thứ gì chịu nổi. Này leo lên á mà đàn ông có vợ rồi đỡ đỡ nha cả nhà, đàn ông chưa vợ leo lên đây leo xuống là bỏ luôn nha. Dính hai cái hòn ở chảnh luôn. Thôi giờ đi còn trang bị đồ nghề lên hốt nha cả nhà. Rồi giờ cần leo lên hốt nha cả nhà. Lần đầu tiên luôn. Đợi. Chưa gì xuống rồi. Nó đó. Ơi xuống vô đi. Xuống. Thôi chịu không nổi với nó đâu. Còn quẹt đâu ta? Nó nghe mùi của em nó xuống á. Quá đây nó xuống rồi cả nhà ơi. Cây còn gai quá thì gai luôn nha cả nhà. Gai từ gốc lên tới ngọn luôn. Thường cố gắng thường leo lên thường quay cho cả nhà xem. Cái giọng lỗ này có mập nha. Trời đất phù hộ, thương cho con. Ôi có mập khổ thân lắm ạ. Gai không rồi cả nhà ơi. Gai không rồi. Trời ơi, chúng gây gà máu, chúng gây gà máu trời. Hên xui. Tài nó ghê chứ. Theo cây này thế vô công luôn. Anh em xem hay thì cho Cường xin một like nha. Ây da, mệt quá nha. Em thấy cây bạn gái ớn ăn không? Gai nhọn nhọn quắc không. Ôi trời. Lần đầu tiên luôn. Khói. Cái giọng là có mặt nha cả nhà. Không có mặt hơi buồn luôn. Ô, cũng có lý nè. Sống được. Mặt hơi yếu à. Gà máu tay hả chừng. Nhỏ lít cho có không biết được không. Ở ngăn cây gòn không cả nhà. Dạ. Dạ chắc không được quá. Dạ.
gòn gai thấy ghê luôn trời. Thứ gì chịu nổi nha cả nhà. Mặt hơi khô anh à. Đây còn quay mặt cho cả nhà xem. Chung có là mọi người cả nhà ơi, tháng mưa mà. Chung vì cuộc sống mưu sinh Cường mới leo nha cả nhà. Kiếm tiền nói chung là nuôi vợ nuôi con. Chứ là có nghề ngỗng đàng hoàng là Cường đâu có đi làm cái công chuyện như vậy. Anh em xem có sơ sót gì cũng thông cảm nha anh em. Cường leo lên tay chân Cường máu không rồi cả nhà ơi. Anh Lộc ơi. Đây mặt này cả nhà. Hả? Cũng đỡ đỡ nha cả nhà. Tháng mưa mà. Mấy ổ vậy mới còn khu Trì Vinh thôi chứ mấy ổ ai ấy là anh em cắt hết trơn. Đâu tới lượt Cường là xuống đây cắt đâu. Thứ gì chịu nổi. Gòn gai nóng còn lạnh vậy trời. Lần đầu tiên luôn trời ơi trời. Má ơi. Hả? Trời ơi tôi cắt rồi tôi không biết sao tôi xuống nữa nè. Lên nó sóc vô gai nó giờ quấy vậy trời, đau không chết luôn. Cái gò của ông này đóng cũng khôn nữa nha cả nhà. Biết nhiều cây ông đóng cây bằng gai. Bằng gai cũng chết chứ Cường thôi. Nói chung cũng gán cho lắm nha cả nhà. Cũng gán cố gắng mà kiếm video cho cả nhà xem á. Chỗ này chắc được. Chạy nửa lít rồi cả nhà ơi. Nè. Chạy nửa lít. Ok thì có đỡ không nha cả nhà. Có đỡ hơn không. Có trọng hơn ở giá. Mùa mưa mà. Mà cái gòn này chua thiệt luôn á. Gai gì mà gai. Ứng ăn. Được chắc có cái sĩ mặt nha cả nhà. Chị mặt cũng được trăm mấy hai ba trăm ngàn. Có tiền nha cả nhà. Còn làm nghề săn bắt này Cường không đi săn bắt Cường không biết làm gì hết trơn nha cả nhà. Ây vui. Không biết có kênh YouTube của anh em nào có leo cái bàn gai được nào chưa chứ Cường leo lần này là Cường ớn ăn luôn. Giờ đi xuống nè, đi xuống mới khó nè. Ủa có ô chim đi luôn. Có gì không? Không, không có rồi này. Quá trời gai luôn trời. Làm từ từ nha cả nhà. Gai không à. Dạ ổ này mà dễ là chắc người ta cũng hốt rồi đâu tới lượt con. Dạ. Thank you.
Dạ con tên con là Chí Cường TV. Chí Cường TV. Dạ bác bấm vô Chí Cường bắt ong là có à. Dạ. Dạ chú đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ con thì con cảm ơn chú. Dạ. Dạ con không biết nữa chú ơi. Dạ. Dạ chưa. Dạ. Có ông bác hỏi kênh Cường nghe cả nhà. Cả nhà thấy cái gọn gai ghê không? Ôi. Banh hết trơn rồi cả nhà ơi. Thôi, tới đây là khỏe rồi nha cả nhà. Ôi ơi nó mệt. Ôi ơi má ơi nó mệt. Thứ gì chưa nói không? Ôi, thành công rồi. Quá mệt cả nhà ơi. Phê phê. Phê. Trời ơi, cả cỡ lít mấy 2 lít đó. Ít mật rồi ông ngoại ơi. Dạ, anh lấy ra cái anh lọc. Lấy ra. Trời ơi, xịu vậy. Chết em à. Em náo hả? Dạ chạy chứ mà. Trời đất ơi. Con chút vậy đó hả? Dạ. Có chút xíu à. Con chị đâu mình chị hả? Dạ chắc yếu con xị quá ngoại. Yếu xị quá bà người ạ. Ờ nó khô bình thường ơi, không khô thì lúc luôn rồi. Ừ. Thôi, Cường xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Cả nhà xem hay nhớ cho Cường xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi bye cả nhà. Bye cả nhà, anh Tiến ơi. Hãy subscribe.